Audio trọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 326 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở rẻ tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong khi Phan Lâm cùng với Cùng Đao đang giao thủ thì bên này Cách đó không xa, ở ven hồ có một đám nam nữ thân mặc võ phục trẻ tuổi đi qua đi lại. Đám người thần thái có chút buồn tẻ. Đoàn hợp sư huynh, người không phải nói có cao nhân ẩn thân ở nơi này, đợi chúng ta tới nghênh đón hay sao? Vì sao đã tìm lâu như vậy rồi mà vẫn không thấy bóng dáng của người kia đâu? Một nữ tú xinh đẹp, tóc dài đen như mực, không kiên nhẫn được nữa lên tiếng hỏi. Cảm diêu sư muội người đừng vội, cao nhân kia chính là sư phụ của ta. Người chọn ẩn thân ở nơi ven hồ này, chúng ta rất nhanh sẽ tìm được người thôi. Chờ một lát khi người xuất hiện rồi, các người chớ có nói lung tung. Nếu là đắc tội với sư phụ của Phạm Liễu, coi chừng xong đời đó. Đoàn hợp bày ra gương mặt tươi cười nói, trong mắt toát ra điểm thâm sâu khó đoán. Cầm diêu cảm giác có chút không đúng. Cô từ thành phố lân cận tham gia thi đấu võ thuật và cô đã gặp nam nhân đoàn hợp này ở trận chung kết sau khi trận đấu kết thúc đoàn hợp bất ngờ mời cô và một số người khác đến nơi này diện kiến sư phụ của hắn ta lúc đó cầm diều nghĩ muốn sư phụ của hắn chỉ giáo cho bọn họ một vài chiêu thức như thế ở đại hội võ thuật toàn quốc sắp diễn ra bọn họ có thể thi đấu tranh giành thắng thua bộc lộ tài năng và có thể trở nên nổi tiếng hơn nhưng mà bọn cô đã đi đi lại lại ở nơi hoang vu này đến nửa giờ đồng hồ, cũng không có thấy bóng dáng của sư phụ hắn đâu. Điều này khiến cho bọn họ có chút mất kiên nhẫn. Đến rồi, lúc này đoàn hợp mỉm cười tươi, cầm diêu cùng với những võ sư khác xôn xao, nhìn qua nhìn lại vẫn là không thấy người mới nào xuất hiện cả. Đoàn hợp sư huynh, cao nhân ở đâu? Cầm diêu ngạc nhiên hỏi, ây da, không phải xung quanh nơi này đều có hay sao chứ? Đoàn hợp đắc chí cười ha hà. Hắn vừa dứt lời, một đạo quân từ trong bùi cỏ bốn phía bất ngờ lao xa, vây chặt lấy nhóm người cầm diều. Mấy người võ sư đều sợ hãi không thôi. Đoàn hợp, người muốn làm cái gì? Cầm diều ý thức được mình đã trúng kế, lúc này liền la lên. Ta muốn làm gì sao? Lũ võ sư các người, các người lá gan không nhỏ, lại dám đắc tội với an phái thiếu chủ quách tử. Người biết quách thiếu chủ là ai không? hắn là một trong những vị giám khảo quan trọng của đại hội võ thuật toàn quốc sắp tới các người đã đắc tội với hắn ta lại còn muốn tham gia thi đấu ở giải này hay sao quá mức nực cười đoàn hợp cười lạnh đây là ân oán giữa ta và quách từ khi mở võ quán liên quan gì đến ngươi đám người lòng đầy căm phẫn kìa sao lại không liên quan tới ta chứ nếu như ta đem các người giao cho quách thiếu chủ xử lý, chẳng phải là thuận tiện lấy lòng vị giám khảo này hay sao? Đến lúc đó, có quách thiếu chủ chống lưng, nằm phòng võ quán ta, thi đấu tại đại hội võ thuật toàn quốc, chẳng phải là sẽ được chiếu cố hơn hay sao? Đoàn hợp híp mắt, nhìn về phía cầm diêu cười ha hả Nhất là ngươi, cầm diêu sư muội quách thiếu chủ nói hắn rất có hứng thú với người. Muốn ta nhất định phải bắt được cô trực tiếp mang đến cho hắn ta nghe hắn nói như vậy, đám người cầm diêu tức run người. cầm diêu không thể kiểm soát được sự giận dữ nói: đừng có nằm bơ, đoàn hợp, ta cho người biết, dù cho ta có chết cũng sẽ không để ngươi đạt được ý đồ đâu. Huống chi người nghĩ võ quán của chúng ta yếu kém đến vậy hay sao? Ai thắng ai thua còn chưa có phân định được đâu. Thật sao? vậy thì thử xem. Đoàn hợp cười lạnh, trực tiếp vắt tay ra hiệu. Rất nhanh đám tay sai của hắn ta từ bốn phía động thù tấn công nhóm người cầm diều. Đôi bên quyết chiến nhưng mà đoàn hợp đã mất công tính kế tự nhiên cũng có chuẩn bị. Những người mà hắn dẫn tới hôm nay đều không phải là tầm thường. Người của võ quán làm sao mà đấu lại được chứ? Cũng chỉ qua hơn 10 phút, cầm diêu liền bị đám côn đồ đánh ngã trên mặt đất. Cầm diêu, chúng ta giúp tỷ càn phá những người này. Tỷ mau chóng đi báo tin cho sư phụ đi. Một đệ tử võ quán gào thét lớn tiếng. Nhưng các đệ... Đi mau đi, nếu không thì không ai có thể thoát khỏi đây đâu. Đây là vùng ngoài ô hẻo lánh. Hắn có giết người ở chỗ này thì cũng sẽ không ai biết. Tỷ mau đi đi. Đám người gào thét. Cùng lúc hợp lực tấn công, đám người võ quán liều chết cược một lần. Lại là có tác dụng. Một phía của vòng vây đã chọc thùng, có thể thoát thân. Cầm diều không có lựa chọn nào khác. Cắn răng liền xông ra ngoài đuổi theo, không được để cho cô ta chạy thoát. Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, chúng ta chắc chắn sẽ tiêu đời. Đoạn hợp ánh mắt sắc lạnh, đem theo vài tên đệ tử truy đuổi cầm diêu, cầm diêu thở dốc, vắt kiệt sức lực chạy trốn. Chạy được vài bước, từ eo truyền đến cơn đau đột ngột, cả người lào đào liền đổ gục xuống đất. Vừa rồi lúc giao đấu, eo của cô đã bị thương, lúc này vết rách truyền đến cơn đau như thể chết đi sống lại. <laughs> để xem, người có thể chạy đi đâu, Đoàn hợp cười ha hà, lập tức xông lên muốn bắt lấy cầm diều. Chỉ là đúng lúc này, có một tiếng nổ kinh thiên đồng địa cách đó không xa chuyển đến. Sau đó toàn bộ mặt đất bị rung chuyển kịch liệt, khiến cho chỗ này mọi người đang chém giết nhất thời bị hất tung lên trời. Tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía xa nơi phát ra tiếng nổ. Đoàn hợp thiếu chút nữa cũng bị xô ngã trên mặt đất. Cũng may, hắn bấu được vào một tảng đá lớn sau đó thì cũng nghiêng đầu nhìn về nơi phát sinh ra trận nổ vừa rồi xảy ra chuyện gì rồi không không biết bên kia chẳng lẽ có người sao mọi người dừng lại hành động chém giết sợ hãi nhìn về phía bên kia đúng lúc này một thân ảnh màu đen phóng qua như mũi tên sắc nhọn sau đó thì vụt qua con dốc cách chỗ cầm rêu đứng không xa trong chớp mắt con dốc phải chịu sức ép khủng bố khiến cho nó nổ tung, đất đá bay mù mịt. Mặt đất lại một lần nữa rung chuyển. Tất cả mọi người đều kinh ngạc hô lên. Không đợi, đám người kia kịp chấn tĩnh, lại có một thân ảnh khác từ trên trời phóng xuống, đáp chúng tàng đá lớn bên cạnh đoàn hợp. Tàng đá lớn nổ tung, đoàn hợp vì ở gần đó nên cả người bị hất tung lên trời, rơi xuống đất, lăn lộn vài vòng rồi mới dừng lại. Hắn bị thương không nhẹ. Nhóm người cầm diêu nhìn thấy bộ dáng lăn lộn của hắn, nhịn không được cái cảm giác vui sướng. Ngài là... Lâm thần y của Giang Thành sao? Quá tốt, quá tốt rồi. Lâm thần y, xin hãy cứu chúng tôi. Cầm diêu giống như là người chết đuối vớ được ngọn cỏ, vội vàng la lớn cầu cứu. Phan Lâm nghe thấy thế thì liền nghiêng đầu quan sát người phụ nữ kỳ quái trước mặt. Cô là ai? Lâm thần y, gọi tôi là cầm diêu được rồi, tôi là đệ tử của võ quán cũng là fan hâm mộ của ngài, tôi là hội trường câu lạc bộ tình nguyện ở thành phố của ngài, tôi là fan cuồng của ngài đây. Cầm diều cuối cùng vừa khóc vừa trình bày. Fan hâm mộ của tôi sao? Phan Lâm có chút kinh ngạc, hắn chưa từng nghĩ sẽ có người hâm mộ mình. Các người đến đây để làm gì? Lâm Thần Y, chúng tôi bị kẻ xấu lừa gạt. Đám côn đồ này đã lừa chúng tôi đến đây để tiện ra tay hãm hại. Van cầu ngài hãy cứu chúng tôi với cầm diều vừa khóc nức nở vừa nói một lời của cô ta khiến cho đám người đoàn hợp sắc mặt bỗng chốc tái mét là như vậy sao? phan lâm nghiêng đầu nhìn về phía bọn người đoàn hợp đoàn hợp khẽ giật mình sau đó trưng ra cái bộ mặt tươi cười lâm thần y ngài đừng hiểu lầm chúng tôi với cô ấy là bằng hữu tôi chỉ là có ý nói đùa với cô ấy một chút thôi đừng có hiểu lầm đừng hiểu lầm lâm thần y không có hiểu rõ sự tình chỉ nhàn nhạt, nhạt nói đỡ cô ấy lên để cô ấy báo cảnh sát toàn bộ các người phải đứng im ở đây cấm được nhúc nhích nhớ lời của ta nói đây. nói xong phan lâm dốc sức đuổi theo cùng đau nghe xong lời của phan lâm sắc mặt của cả đám đoàn hợp đều vô cùng khó coi cầm diều cũng không do dự lập tức muốn gọi điện báo án đoàn hợp sư huynh lần này phải làm sao đây nếu như tiện nhân kia báo cảnh sát, sự việc sẽ bại lộ. Đến lúc đó, chúng ta đừng mong thoát tội. Đoàn hợp trầm giọng nói, nhưng Lâm Thần Y đã cấm chúng ta đụng tới cô ấy. Chúng ta làm sao mà ngăn cản cô ấy báo án được đây? <laughs> Chỉ là Lâm Thần Y mà thôi, thật sự coi mình là bá chủ hay sao? Ta nhiều người như vậy, không cần phải sợ hắn, chuẩn bị động thủ đi. Đoàn hợp khẽ nói, hắn đang nghe danh Lâm Thần Y, nhưng cũng không có hiểu rõ về người này hắn cũng chẳng thể nghĩ ra mình sẽ ở chỗ này mà chạm mặt lâm thần y nghĩ đến ánh mắt sắc lạnh của lâm thần y khi nãy trong lòng của hắn lập tức kích động mẹ kiếp cùng lắm thì liều chết với hắn chúng ta nhiều người như vậy nếu như không thể đánh thắng hắn cũng có thể chém hắn vài nhát đau đoàn hợp suy tư trong lòng hắn hoàn toàn không biết bản thân là đang hoang tường tới mức nào lúc mấy người định cướp đoạt điện thoại của cầm siêu mặt đất lại một lần nữa rung chuyển bạo liệt tất cả mọi người trợn mắt nhìn sang phía bên kia lại thấy phan lâm một trường tấn công về phía cùng đao cùng đao xoay người tránh né nắm đấm liền rơi trúng mặt đất mặt đất lại một lần nữa bị đánh vỡ thành trăm mảnh thiên ma đạo pháp cùng đao gào thét nắm chặt thanh đao chém xuống thanh đao chứa sức mạnh khủng bố một lần nữa chém về phía phan lâm Phan Lâm nhanh như gió, nghiêng mình tránh lưỡi đau. Đạo khí chém trúng hồ nước bên cạnh, lập tức hồ nước bị chém thành hai nửa. Phan Lâm dồn toàn lực, nhanh như cắt lao đến gần cùng đau, chế ngự cánh tay hắn, ném hắn bay về phía ngọn núi nhỏ, cách đó không xa. Cùng đau ngã trên ngọn núi nhỏ, Phan Lâm lại một quyền kích nữa nhắm tới. Một quyền mạnh mẽ giáng trúng ngực của cùng đau khiến cho hắn phun máu tươi, năng lượng của nắm đấm như dòng điện lớn truyền từ người hắn sang ngọn núi nhỏ rất nhanh cả ngọn núi bị đánh sập biến thành đống cho bụi phủ kín đất trời cùng đau bị đánh bại dưới mặt đất khó lòng mà đứng dậy nổi chứng kiến cảnh này đám người đoạn hợp sừng sốt đến ngây người đầu óc nhất thời hoàn toàn trống rỗng nét mặt của bọn hắn mười phần đại biến nghẹn họng chết lặng như phàng phất nhìn thấy bóng dáng ma quỷ sư huynh ta chúng ta còn cướp điện thoại của cầm diêu nữa hay không người bên cạnh thì thào cướp cướp cái con mẹ ngươi ấy nói cho các người biết bất kể người nào cũng không được phép nhúc nhích nếu không ta sẽ lột da của hắn đoạn hợp không kiềm chế được vừa gào thét vừa không ngừng rơi nước mắt hắn biết hắn đã hết đường sống sót rồi về phần cầm diêu cô vàn lần kích động đợi báo cảnh sát xong, cô liền lấy điện thoại lén chụp trộm Phan Lâm. Sau đó vô cùng kích động chia sẻ lên hội nhóm người hâm mộ. Cô ta có cảm giác vô cùng hạnh phúc. Thật không ngờ bản thân lại được thần tượng cứu. Lâm Thần Y nhất định là bạch mã hoàng tử mà ông trời phái đến để giúp ta. Nhất định là bạch mã hoàng tử của ta rồi. Cô ta kích động tự mình lẩm bẩm. Ngay khi bức ảnh được chia sẻ, cả hội nhóm lập tức chấn động ôi trời ơi đây chính là lâm thần y sao lâm thần y võ công cao cường đến vậy ư đến cả phim truyền hình cũng không có đóng đạt đến thế y thuật cao siêu võ công thâm hậu lại còn tuấn tú ôn nhu thật sự là ta chết mất thôi đây nhất định là đang đóng phim mấy người bớt tưởng tượng lại đi người bình thường sao có thể lợi hại như vậy được nếu mà thế thì chỉ có thần tiên mới có khả năng nhóm trường cô đang ở đâu vậy vì sao lại chụp được bức ảnh này chứ đây là sự thật hay sao các thành viên trong nhóm điên cuồng đặt câu hỏi cầm diêu đắc ý cười sung sướng ở đâu ta không quan trọng tóm lại hôm nay ta đã có cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ với lâm thần y mọi người tự trao đổi trước đi chờ ta qua nói chuyện với lâm thần y một lát sau đó lại trả lời mọi người Gửi tin nhắn xong, Cẩm Diêu lại lấy điện thoại ra, quay lại toàn bộ cảnh giao đấu của Lâm Thần Y, nhưng cô ta vừa mới phát hiện ra bản thân đã quên mất một chuyện, thực lực của Lâm Thần Y quá mạnh, tới mức người thường không dám tin, một quyền rung chuyển mặt đất, lại một quyền xé tan mây trời, chỉ sợ sư phụ của cô ta có đứng trước mặt người này thì cũng chỉ có thể nhỏ bé như một con kiến. Mọi người run rẩy theo dõi giờ khác này bọn hắn phát hiện ra lâm thần y giống như là thần linh tái thế sức mạnh vô song khiến cho người người phải khiếp sợ cùng đao đang chật vật bò lên hắn như phát điên nắm chặt lấy cốt đao liều mình tiếp tục xông tới nhưng mà cốt đao của hắn tuy là sắc bén và dữ dằn cũng không thể đấu lại được hồng mông huyền châm của phan lâm sau khoảng năm chiêu giao đấu phan lâm lại một lần nữa đánh trúng ngực của cùng đao lần này lòng bàn tay của phan lâm còn chứa một cỗ ngân châm ngân chầm như sao băng trực tiếp xuyên qua người của cùng đau cùng đau lại thổ huyết liên tiếp lùi về phía sau đứng không vững phải dùng cốt đau chống đỡ một chân quỳ dưới đất cố gắng duy trì giữ cho thân thể không lăn ra đất sát khí trên thân của hắn đều đã tan biến không thể tiếp tục hội tụ được nữa phan lâm dừng lại bình tĩnh nhìn hắn ngươi thua rồi thắng thua đã rõ ràng đúng vậy xem ra là ta đã đại bại có điều chưa có kết thúc đâu ánh mắt của cùng đau lóe lên sự điên cuồng căm hận không cam tâm hắn hít sâu một hơi cố gắng đứng dậy còn muốn tiếp tục giao đấu người đấu tiếp với ta chỉ có con đường chết thôi vì sao còn muốn chiến chứ phan lâm hỏi người của thiên ma đạo chưa từng tồn tại hai chữ từ bỏ hôm nay hoặc là ngươi chết hoặc là ta chết muốn kết thúc trận đấu giữa chúng ta nhất định phải có kẻ bỏ mạng ở nơi này cùng đau gào thét nắm chặt lấy cốt đao trong tay một lần nữa lao đến sự giận dữ và không cam tâm của hắn ta hòa trộn sôi sục vào nhau nhưng một giây sau phan lâm đột nhiên mở miệng nếu như ngươi chịu quy thuận ta như thế ngươi sẽ không phải chết lời này vừa dứt thân thể của cùng đao run lên bần bật ánh mắt trờn trừng nhìn lại người mới nói cái gì ta biết rất rõ sở dĩ ngươi không chịu đầu hàng là bởi một khi ngươi bại trận trở về thiên ma đạo cũng chỉ có một kết cục là chết cho nên ngươi nhất định phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng có điều ngươi đâu cần phải như vậy đâu chỉ cần quy thuận ta ta liền tha cho ngươi một con đường sống đâu có đơn giản như ngươi nói khi ta thực hiện nhiệm vụ đồng thời phải sử dụng độc dược của ma đạo một khi ta không trở về để lấy thuốc giải thì ở lại nơi này sớm muộn gì cũng bị độc phát tác chết thôi. Ta có thể giải cho ngươi." Phan Lâm quả quyết, cũng đau giật mình kích động, nhìn thấy biểu cảm này, Phan Lâm càng tự tin hơn. Trên đời này không có loại độc nào mà ta không thể giải. Cùng đau, "Nếu như ngươi chịu đầu hàng, quy thuận ta, ta không chỉ giải độc cho ngươi, còn giúp ngươi chữa trị vết thương. Ngươi cảm thấy như thế nào cùng đau vẫn ngây ngốc ngơ ngác nhìn phan lâm từ sau khi đám người vệ hỏa và mạn sát hồng quy thuận phan lâm hắn liền nhìn thấu tâm tư của đám ma nhân này bọn họ kỳ thực đối với thiên ma đạo không có trung thành quá mức như thế sở dĩ phải liều mạng chiến đấu tới cùng chính là vì nếu như thất bại cũng chỉ có một chữ mà thôi chết thiên ma đạo là nơi thắng làm vua thua làm giặc kẻ mạnh có thể tùy ý tàn sát kẻ yếu đối với những kẻ thất bại bọn chúng lại càng không nương tay cùng đau cũng không phải là ngoại lệ nếu như lần này không thể giao nộp thù cấp của phan lâm hắn trở về nhất định sẽ bị giết chết nếu mà trốn ở bên ngoài thì cũng là bị độc dược hại chết không còn sự lựa chọn nào khác hắn bất đắc dĩ phải chiến đấu tới hơi thở cuối cùng nhưng đối với những lời vừa rồi của Phan Lâm, hắn sao có thể không động lòng đây? Cùng đau suy nghĩ một lát, sau đó thì khàn khàn nói. Lâm thần y, người thực sự có thể phá giải độc tố trên người của ta sao? Có thể. Phan Lâm gật đầu chắc chắn. <laughs> nói láo, độc dược trên người của ta là do ma quân tự tay luyện thành. Trong thiên hạ này, ngoài trường ngài và đạo chủ ma đạo, không ai có thể hóa giải được người bớt ở chỗ này mà nói lời sằng bậy đi cùng đau hoàn toàn không tin tưởng phan lâm có thể làm được chuyện này căn bản là không có khả năng ta sao phải lừa ngươi chứ hơn nữa ngươi có cái gì đáng để cho ta lừa sau phải biết rằng giết ngươi đối với ta dễ như trở bàn tay người vốn không phải là đối thủ của ta đâu vận mệnh của ngươi nếu đã nằm trong tay ta một lần vậy thì tại sao không chịu tin tưởng ta chứ phan lâm nhàn nhạt, nhạt nói Cùng đau suy nghĩ một lát Nhìn Phan Lâm chăm chú Giải độc trên người của ta mất bao lâu Ba ngày Ba ngày sau Không có khả năng Tuyệt đối không có khả năng Độc trên người ta là do ma quân luyện từ Ba nghìn loại kịch độc mà thành Người lại có thể ba ngày mà giải nổi hay sao Cùng đau càng không thể tin lời của Phan Lâm Nếu không Chúng ta đánh cược với nhau Thế nào Đánh cược sao nếu như trong vòng ba ngày ta có thể giải độc cho ngươi, thì ngươi suốt đời, suốt kiếp phải tuyệt đối trung thành với ta. Đây có là cái gì chứ? Nếu như ngươi có thể giải độc cho ta, ta liền xem ngươi như cha mẹ thứ hai của ta. Ta có thể thề với trời với đất, tuyệt đối nghe lời đến khi hồn siêu phách tán, cùng đau hử lạnh. Nhưng nếu như ngươi không thể giải độc trên người của ta thì sao? Ta nguyện chặt đầu của mình dâng cho ngươi, để ngươi đem về giao nộp cho thiên ma đạo cùng đau hô hấp siết chặt. Chuyện này là thật sao? Ta cũng như ngươi, có thể thề với trời với đất. Nếu như vi phạm lời thề, hồn siêu phách tán, vĩnh viễn không được siêu thoát. Phản lầm chắc chắn. Được, ta tin ngươi. Cùng đau gật đầu, thu hồi cốt đau, khàn khàn nói. Trong vòng ba ngày, ngươi giải được độc tố trên người ta, ta sẽ trung thành đến chết với ngươi. Còn nếu như giải không được, ta chỉ có thể cùng ngươi chém giết tiếp được rồi người chống mắt lên mà nhìn phan lâm cười nói vậy thì chúng ta bây giờ liền bắt đầu giải độc thôi không vội ta dẫn người đến học viện phái nam y phan lâm nói xong thì liền quay người nhìn lại đã thấy mấy xe cảnh sát đang ở chỗ đám người cầm siêu cảnh sát đến rồi ta nghĩ các người đã an toàn ta có việc đi trước nếu như còn có chuyện gì khác thì cô có thể đến dương quang trực tiếp nói với ta Đám người đoạn hợp nghe thấy thế thì sắc mặt không còn chút máu. Đối phương hiện tại có phan lâm chống lưng, bọn hắn hiển nhiên không thể nào lại đắc tội với đám người cầm diêu được. Tiêu đời rồi. Đoạn hợp nhắm mắt, ngồi co quắp trên mặt đất. Về phần cầm diêu, cô đã kích động đến muốn nhảy dựng lên. Chuyện hôm nay, sợ là cả đời này cô ta không thể nào quên được. Từ hôm nay trở đi, ta chính là tín đồ của Lâm Thần Y, còn ngài như là tín ngưỡng của ta vậy. Cho dù là ai thì cũng đừng mong thay đổi được. Cầm diêu thề với lòng mình. Cái gì? Cùng đau đến rồi sao? Lúc này ở trong trang viên, mạn sát hồng sau khi nhận được tin tức nửa ngày như người mất hồn, run sợ, hãi hùng. Một hồi lâu sau, cô ta vội vàng hỏi từ thiên. Hắn đang ở đâu? Học viện phái Nam Y. Ngủ ngốc mạn sát hồng không thể kiên nhẫn ngồi nói chuyện thêm với từ thiên cô ta vô cùng lo lắng vội vàng chạy ra bên ngoài nhanh lên lái xe đưa ta đến học viện phái nam y được được rồi từ thiên không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đồng ý đi theo cô ta rất nhanh xe đã đỗ trước cổng học viện mạn sát hồng vội vàng xuống xe bước nhanh đến phòng phẫu thuật lúc này phan lâm vừa mới châm cứu cho cùng đau xong chuẩn bị tiếp tục sắc thuốc cho hắn ta ngớ ngẩn dừng lại mạn sát hồng vội vàng xông tới quát lớn mạn sát hồng có chuyện gì sao phan lâm khẽ giật mình ngẩng đầu nhìn bộ dạng hớt hài của cô ta người đúng là người ngớ ngẩn người có biết mình đang làm chuyện gì hay không ta làm sao chứ phan lâm ngây người không hiểu nổi lời của cô ta nói người phải nhanh chóng đuổi cái tên cùng nào đó ra khỏi giang thành đi không thể giữ lại người này nếu không người chắc chắn sẽ mất mạng tại sao chứ Thân phận của cùng đao có gì đặc biệt chăng? Vì sao ta có thể thu nạp ngươi lại không thể thu nạp hắn? Chẳng lẽ hắn là ma quân sao? Phan Lâm khó hiểu. Ngớ ngẩn, hắn đương nhiên không phải là ma quân, nhưng hắn chính là thuộc hạ đắc lực của công thâu, ma quân số 12 của thiên ma đạo. Nếu như hôm nay, người giết hắn hoặc là thà hắn, thì chỉ xem như là thực lực của hắn quá kém cỏi nhưng nếu như ngươi dám thu nạp hắn Chính là trực tiếp tát vào mặt của công thầu Công thầu sao có thể tha cho ngươi chứ Như thế là lại đắc tội thêm một vị ma quân Một mình đào thiên tam chưa đủ khiến cho chúng ta rất đầu mẻ chán hay sao Ngươi lại ngang nhiên muốn đối đầu thêm với một ma nhân khác Ngươi là muốn toàn bộ giang thành này Phải chết cùng với ngươi hay sao Ngươi đang nghĩ tới Chúng ta sẽ chết không có chỗ chôn hay chưa Bạn sát hồng tức giận gào lên phan lâm nghe xong thì liền hiểu hóa ra Mãn sát hồng đang lo lắng chuyện này phan lâm hơi nhèo mắt hắn cũng không biết thân phận của cùng đao phức tạp như vậy vậy ý của ngươi là gì đây một đuổi cái tên cùng đao đó đi hai là lập tức giết chết man sát hồng thấp giọng nói tóm lại là không thể thu nạp hắn ở bên mình nếu không chính là trực tiếp đối đầu với công thầu khó mà làm được phan lâm lắc đầu cùng đao thực lực phi phạm nếu như có thể làm việc cho ta ta liền có thêm một quân cờ để chống lại thiên ma đạo cho nên làm sao mà dám tùy tiện thả người được chứ còn nữa nếu như ta gây ra bất lợi cho hắn chuyện này đồn ra ngoài về sau còn có ma nhân nào dám tình nguyện gia nhập môn phái của ta nữa chứ nhất là nếu như đề thiên ma đạo biết được ta thả người sẽ chỉ cho rằng ta đang sợ hãi bọn chúng Bọn chúng càng dồn lực đối phó với ta, đây chẳng khác nào nói là ta yếu thế, mà một khi yếu thế thì bọn hắn sẽ lại càng lúc càng công kích ta hơn. Vậy thì ngươi muốn làm gì đây? Giữ hắn bên cạnh rồi cùng chết với nhau sao?" Mạn Sát Hồng giận dữ gào lên. Phan Lâm im lặng không trả lời, chỉ đi qua đi lại một hồi, Mạn Sát Hồng cực kỳ oán giận, còn muốn bộc phát ra bên ngoài, nhưng rồi lại bấm bụng nuốt cơn giận xuống. Cô ta lạnh lùng nhìn Phan Lâm, ánh mắt chờ đợi câu trả lời chắc chắn của hắn ta. Đúng lúc, Phan Lâm bất ngờ ngẩng đầu lên, hai con mắt sáng rực nói, ta có cách rồi. Cách gì chứ? Màn sát hồng vội vàng hỏi, lập tức đưa một món đồ đến thiên ma đạo, mọi chuyện liền có thể tạm lắng xuống. Cái gì? Chính là... đầu của ta. Người nói cái gì? Phan Lâm không nói tiếp, chỉ cười nhạt một tiếng, mạn sát hồng cảm thấy cả người choáng váng có phải cô ta đã nghe nhầm hay không người điên rồi sao? hay là ngươi đã đầu hàng mạn sát hồng lấy lại tinh thần cẩn thận quan sát biểu cảm của phan lâm đừng hiểu lầm ta không nói là đầu thật của ta ta là đem một cái đầu giả đến để lừa gạt công thâu và đào thiên tam câu giờ giúp chúng ta mà thôi người coi đám ma quân là lũ ngu hết hay sao bọn hắn có thể được đạo chủ ân sủng dĩ nhiên là không phải là một đám thiểu năng cho ngươi qua mặt nếu như bị lộ ra thì sẽ khiến cho bọn chúng càng thêm căm giận đến lúc đó giết sạch đội quân giang thành hậu quả này ngươi không thể nào tưởng tượng nổi đâu man sát hồng hử lạnh nếu như ta cứ muốn qua mặt bọn hắn thì sau đây trước mắt ta chỉ cần thời gian năm ngày là đủ rồi sau năm ngày thiên ma đạo chắc chắn giữ mình không xong. Căn bản là không dành dỗi để đối phó lại với chúng ta đâu. Phan Lâm cười nói, sau 5 ngày thì sao? Mạn sát hồng khó hiểu hỏi dò, cứ chờ mà xem. Phan Lâm cười lạnh nhạt nói, quay người liền tiến vào quầy thuốc. Mạn sát hồng chăm chú nhìn vào bóng dáng của Phan Lâm, ánh mắt khẽ động. 5 ngày sau, có người giúp người phá rối thiên ma đạo thì cũng làm được gì chứ? Thiên ma đạo một ngày chưa sụp đồ, người chính là mục tiêu số một của bọn họ. Người căn bàn là chạy không thoát. Màn sát hồng thì thầm, trong đầu cẩn thận tính toán đường lui cho mình. Phan lầm ở trong quầy thuốc, mất hai giờ. Sau đó bưng một bát thuốc đắng chát tiến về trong phòng bệnh. Uống đi. Phan lầm đem bát thuốc đặt ở trước mặt của cùng đao. Củng đao không do dự liền uống cạn. Thương lượng với người một chuyện. Cứ nói một lát nữa ta muốn ngươi mang theo cái đầu già của ta đến giao lại cho chủ tử của ngươi coi như ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ không phải ngươi nói ba ngày tới sẽ giúp ta giải độc hay sao chẳng lẽ ngươi muốn nuốt lời ta chắc chắn trong ba ngày sẽ giải được độc cho ngươi ngươi ngay bây giờ xuất phát đi ngày mai là đến thiên ma đạo ăn uống xong xuôi ngươi quay trở lại đây là sáng ngày kia ngày kia chưa qua không được tính là hết ba ngày Lúc đó ta có thể giải độc cho ngươi rồi Phan Lâm giải thích Ta thấy người rõ ràng là không thể giải hết độc tố trên người ta Cố ý đuổi ta về chịu chết Ngươi không hiểu lời của ta nói hay sao Vừa rồi chẳng phải ngươi còn nhắc nhở ta Nói nếu như ngươi không mang được đầu của ta về phụng mệnh Chủ tử của ngươi cùng với Đào Thiên Tam Sẽ liên thủ đối phó lại với ta hay sao Trước mắt Giang Thành không thể chống đỡ cùng lúc sự tấn công của hai ma quân. Nếu như ngươi còn không mau trở về, cả ta và ngươi đều phải chết, hiểu không? Cùng đao trầm mặc một lúc. Hắn không phải là đồ ngốc, quy tắc của thiên ma đạo hiểu hơn Phan Lâm. Mà hắn cũng hiểu rất rõ, cùng thầu là hạng người gì. Suy nghĩ một lúc, cùng đao liền nói. Người chắc chắn có thể biến cái đầu này thành thật sao? ta vẫn phải nói cho ngươi biết trước công thầu cực kỳ tinh mắt nếu như để hắn phát hiện ra đây là mánh khóe lừa người mạng của ta coi như là không thể giữ ngươi ở yên đây chờ ta phan lâm không giải thích gì thêm trực tiếp cháy ra khỏi phòng cùng đau vô cùng khó hiểu khoảng 2 giờ sau phan lâm cầm theo một tay nải bước vào tay nải này bị máu tươi nhuộm đỏ đầm đìa nhoe nhoét nhìn vô cùng man dợ phan lâm đưa cho cùng đau ngươi xem qua một chút đi cùng đau mở ra bên trong rõ ràng cất giấu một cái đầu của phan lâm hắn ta vội vàng lôi cái đầu ra chăm chú quan sát một lát sau hắn trợn mắt hỏi rốt cuộc là đầu của ai đây của ta sao có thể chứ cái đầu giản này so với đầu của ngươi không có chút khác biệt nào cả chẳng lẽ ngươi đã dùng mặt nạ ra người hay sao cùng đau kinh ngạc hỏi không phan lâm đơn giản lắc đầu nói tiếp mặt nạ da người có điểm sơ hở như thế rất dễ bại lộ thân phận cái này ta dùng phương pháp cấy ra cấy ra sau cùng đau ngây người tại chỗ nhưng không đợi cùng đau kịp lấy lại tinh thần thì lúc này trương thất dạ đã tiến vào trong phòng mang theo cùng đau trở lại thiên ma đạo các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 326 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở rẻ tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh chuyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ chuyện hay được phát đầu đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.